Rồi, chào mọi người. Rồi mình cũng mới làm xong sửa xong cái máy của anh Dũng nha. Anh Dũng ở trên Châu Thành thì Châu Thành ngày hôm qua mình có đi test máy. Bữa hổm mình đi test máy bữa thứ hai ha, mình mới về ngày hôm qua. Thì bữa nay thứ tư thì mình tranh thủ mình sửa cho anh với mình giao cái máy cho anh Tú luôn ha. Anh Tú ở Bến Tre mà ngày hôm qua mình chạy ở trên mình nói ghé cầu Rạch Miễu giao máy cho anh mà trời mưa ha, giao không được nên bữa nay mình gửi bưu điện luôn. Thì mình có lên nhà của anh Dũng thì xài máy tám của mình nay cũng khoảng 2 năm rồi, gần 2 năm. Thì máy này của người khác ráp, người ta chạy bằng bích 16F684 ha. Thì máy nó bị nổ phết nha anh em, phết 3205, nói chung phết gì cũng xài cũng được mà nhưng đều bị nổ phết nha. Nổ phết là do tụ phù nè đó, mình thay tụ nguồn nha, mình thay tụ nguồn khác nha, thay tụ bơm. Và nó bị chết con IC lái nha, chết con IC 16F684 á, IC điều khiển và con SG 3525 là SG của vô dao động hay bị chết ha. Con SG nó lái thẳng thì được, thì mà nếu mà nó lái qua biến áp lái cách ly thì nó chịu không nổi nha. Công sức nó chạy nó sẽ bị yếu. Rồi, nói chung phần áp bây giờ giữ nguyên, tại vì mai mình đã lên test máy ở trển thì mình biết cái nguồn nước ở trển như thế nào rồi. Làm cho hợp nguồn nước. Rồi, thì cái loại bo này nó không có thiết kế trộn DB3, người ta thiết kế bằng bích. Nên mình đòi lại cho anh là cái phần bo băm cách ly bên mình. Rồi, là máy của anh Dũng mình đã sửa xong nha. Đó, mình gửi bưu điện cho anh. Thì máy này tốn chi phí khoảng 200k. Đó, tiền công luôn là 200k nha, tiền ship anh chịu. Rồi, nói chung là cái bo này thì khoảng trăm mấy, mấy cái này mấy chục ngàn. Rồi, vậy thôi, cọc lo rồi mình thay cho anh luôn. Đó, dây cò bóp luôn nha. Nói chung là không có bao nhiêu tiền, mình chỉ sửa ăn tiền công 50-100 ngàn vậy thôi. Rồi, còn máy này là máy của anh Tú cũng sử dụng máy của mình, là mua máy cũng đợt dịch, hai anh người cũng mua máy mình lựa đó, cũng mua hồi đợt dịch. Thì bây giờ anh đặt thêm một cây nữa, anh Tú ở Bình Đại Sóc Trăng, ý ở Bình Đại Bến Tre em nhầm. Rồi, Bình Đại tỉnh Bến Tre nha. Nhưng bây giờ mình test cái cây máy của anh Dũng trước ha. Thì cái này hai nút của anh thì nút đỏ là chỉnh mạnh yếu và nút dặn qua đây là cạch luôn là đánh lì, ngược lại là trộn đu ti nha. Đó, sau này mình làm mẫu máy 6, máy 8 rồi cũng vậy nha. Đó, anh em tham khảo. Nói chung là nó như lúc trước mình làm dặn người về đây làm cái cọc cái thì nó tắt, mà bây giờ mình là dặn qua tới mức số 10 luôn nó sẽ thành đánh lì, nó cũng như là tắt thôi. Ta làm vậy cho nó tiện ha. Đây, bật qua đây hết nè, để mất mạnh nhất nha. Máy này cuộn cảm của anh nó xía, nó chạy nó hơi kêu hơi nhỏ. Rồi, à, nhất dây là trộn nè. Đó, anh em nghe ha, đu ti mỏng nè. Tăng đu ti lên nè. Đó, đu ti dày là đánh tổng hợp ha, đánh luôn cả rục phi. Còn nếu mà đánh lốc tre thì mình giảm đu ti về. Rồi, và kết hợp nút mạnh yếu. Đó, mình bật qua đây là thanh lì rất là dễ ha. Rồi, máy của anh thì mình đã canh đầu xong rồi. Rồi ha, máy của anh đã ok nha. Chứ cái phần máy của anh, phần chống chập giọt mà nó không nhạy thì về mình không nên chập giọt nha anh. Đó, chứ cái này thiết kế đồ loại nhiều cái nó cũng cực. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái máy của anh Tú. Cái quạt của cái nguồn nó chạy ha. Thì máy anh Tú cũng vậy, nút này rõ chỉnh mạnh yếu, nút trắng này là dặn kịch qua đây là thành lì, dặn ngược lại là trộn sung, vậy thôi, cũng như cái máy của anh Dũng. Rồi, kẹp tầm nữa nha. Rồi, quạt chạy rất là im nha. Rồi mình dặn kịch qua đây nè là chế độ lì.
trộn sung nè, đô ti mỏng nè, tăng lên đô ti càng ngày càng dày nè. Máy anh là máy 6 phép E42 nha, giá 1,1 triệu. Đó, dặn qua lì nè. Rồi, nói chung máy anh đã ok nha. Đó, còn phần chống chập giật thì mình đã test đồ kỹ càng đó rồi. Ba cái vụ đó thì anh em yên tâm ha. Đó, máy có đầy đủ bảo vệ rồi hết. Rồi, thì anh em nào cần thì cần sửa chữa máy, nâng cấp máy, mua máy mới gì đó, máy từ máy lớn cho máy tới máy nhỏ thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ mình nha. Nhiều lúc nhắn tin mình thì mình không có thời gian trả lời, mình nói thật. Anh em chịu khó gọi mình một cuộc gọi nhỡ, hay là hoặc kết bạn Zalo rồi gọi thẳng cho mình. Đó, mình tư vấn anh em được giá thì mua, không được thôi. Đó, mình vẫn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho anh em mà. Đó, qua Zalo gọi thì nó đâu có tốn tiền gì đâu. Rồi, thì máy này là 6 phép E42 nha. Mình lười gỡ ra lắm. Đó, mình vô học rồi. Bây giờ cũng khoảng 1 giờ rưỡi rồi. Khoảng 2 giờ là mình đi giao cho anh luôn. Rồi. Còn máy này là của anh Dũng. Anh Dũng ha. Thì mình có lên nhà anh test thả cáp, hôm bữa thả cáp cá ít quá nên mình thấy cá ít mình không có đăng ha. Mình để máy lại cho anh Tùng test hai cái máy, thì có cá thì anh nó sẽ quay clip lại dùm cho mình. Đó, để coi có cái một cái clip thực tế để cho anh em tin tưởng hơn. Đó, bán hàng thì cần thứ nhất là clip thực tế và sự phản hồi của khách hàng. Đó, rồi anh em nào cần liên hệ mình nha. Rồi em chào tạm biệt mọi người.